Chào mừng đến với trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, ngôi trường đã được thành lập 15 năm, thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, từng thế hệ học sinh đã đi qua và để lại đây biết bao kỷ niệm đẹp, cả một góc trường thanh xuân dưới mái trường thân thương. Trường thành lập vào tháng 7 năm 2008, với chỉ vỏn vẹn 15 phòng học, cơ sở vật chất rất khó khăn, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học còn thiếu thốn rất nhiều. Nhà trường và học sinh phải học nhờ tại trường tiểu học Đông Kết với hai dãy nhà cấp 4 dành cho khu lớp học và một phòng nhỏ vừa là văn phòng nhà trường vừa là nơi sinh hoạt của các thầy cô giáo. Dù còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần lạc quan và kiên cường của thầy và trò nhà trường vẫn luôn ở đó, là điểm tựa tinh thần vững chắc nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trước những gian nan vất vả và thiếu thốn ấy, nhà trường đã đặt quyết tâm cao độ hướng tới mục tiêu cùng khẩu hiệu tất cả vì học sinh thân yêu, là động lực thúc đẩy thầy và trò phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thầy Đỗ Bá Mười, cựu hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, một giai đoạn chuyển mình, một cơ hội bất ngờ tươi đẹp và đầy hứa hẹn về sự cải thiện chất lượng và số lượng về mọi mặt đã mở ra với trường Nguyễn Siêu vào năm 2009. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định đầu tư xây dựng trường trên diện tích gần 2,5 hectare. Năm học 2010-2011, trường đưa vào sử dụng với khu nhà học gồm 15 phòng. Đến nay, nhà trường đã có tổng 27 phòng học và các phòng chức năng riêng phục vụ cho các nhu cầu học tập của các bộ môn, đồng thời cũng bổ sung đầy đủ các trang thiết bị. Nhà đa năng, nơi rèn luyện thể dục thể thao và mục tiêu cung cấp cơ sở hạ tầng chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được phát triển tốt về mọi mặt. Bên cạnh đó, những câu lạc bộ được mở ra với mong muốn phát triển các kỹ năng mềm và tìm kiếm những nguồn năng thiên tài cho tương lai của đất nước. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò trong những năm tiếp theo, ngày 6 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định và cấp bằng chứng nhận trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đạt chuẩn quốc gia. Năm 2018, thầy Đỗ Bá Mười, người thầy kính mến đã gắn bó từ những ngày đầu của ngôi trường, đã lui về sau và nghỉ hưu sau 10 năm gắn bó với trường. Thầy Lê Thanh Tuấn tiếp tục lên lãnh đạo, viết tiếp những trang sách tươi đẹp cho những thế hệ học sinh tiếp theo với một trái tim nhiệt huyết và tình yêu nghề bền chặt. Nhà trường luôn phát huy rõ truyền thống hiếu học với khẩu hiệu học, học nữa, học mãi. Với sự dẫn dắt nhiệt tình của đội ngũ giáo viên yêu nghề, yêu trò, trường đại có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Những người thầy, người cô tài giỏi, hăng say với bục giảng, luôn cố gắng sáng tạo và đổi mới trong cách giảng dạy để có thể mang đến cho các lớp măng non trẻ những tiết học bài giảng tốt nhất, thú vị nhất. Nhà trường luôn chủ trương phát huy tinh thần tương thân tương ái với những buổi thiện nguyện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và tổ chức các chuyến ngoại khóa tới thăm thực tế tại những trung tâm, những trường học đặc biệt, điển hình như trung tâm phục hồi chức năng Hòa Châu để giúp học sinh có thể trực tiếp cảm nhận và thấu hiểu, khám phá lòng thức ẩn trong con người. Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, cũng là lúc những học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu bày tỏ lòng biết ơn đến với những người cha, người mẹ đã dìu dắt, sóng vai đồng hành không mệt mỏi cùng chúng ta trong suốt thời kỳ chập chững đón nhận, tiếp xúc với những điều mới mẻ của cuộc đời. Nhân ngày 20 tháng 11, em sẽ gửi lời chúc đến các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thấy các thầy cô giáo sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 20 tháng 11, em xin thay mặt tập thể lớp 11A2 chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người và sự nghiệp lái đò của bản thân. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và luôn luôn nhiều hết với ngày hơn và yêu thương của em hơn. Em cũng xin chúc nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Em xin chúc tại nhà trường ngày càng phát triển, luôn có nhiều thế hệ sinh giỏi trong tương lai để giúp đỡ đất nước nhà. Cuối cùng, tập thể 11A2 chúng em xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc chân thành nhất tới tất cả những người thầy, người cô kính mến của trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cùng toàn thể quý thầy cô khắp giải đất chữ S xinh đẹp này. Chân thành cảm ơn.